Đến thời điểm hiện tại thì chắc Nika có thể được xem là trác quỷ mạnh nhất trong truyện vì sức mạnh bá đạo của nó rồi đúng không? Năng lực của một vị thần thì đúng là không có gì để mà bàn cãi nữa. Nhưng mà điều thú vị là tưởng chừng như trái Nika đã là sức mạnh không thể đánh bại được. Nhưng trong One Piece có một vài trác quỷ nếu như thức tỉnh thì chắc chắn là sẽ có đủ khả năng để đối đầu với trái Nika đấy nhé. Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem liệu những trác quỷ nào thực sự đủ sức để đối đầu với trái Nika của Luffy. Bạn đã bao giờ cảm thấy mệt vờ lờ khi phải cày cuốc trên con đường làm hải tặc, bạn đi tìm trác quỷ hay random trác quỷ lòi con mắt chân toàn ra cái bíp gì không thôi? Vậy hãy ghé qua ngày khám phá prolog.com của mình để có cơ hội sở hữu tài khoản full level, full gear, thức tỉnh tộc V4. Còn nếu bạn không muốn bỏ quá nhiều tiền thì cũng chỉ với 19k hay 59k, bạn cũng có thể sở hữu cho mình những art level từ 1000 tới max level và có những trác quỷ xịn sò. Biết đâu bỏ 19k mà được trái Mochi hay Leo Bass thì sao? Test thử nhân phẩm của bạn ngay thôi tại khám phá roblox.com, shop của mình nhé. Trái ác quỷ của Imu. Đến thời điểm hiện tại thì đúng là chúng ta hoàn toàn không biết tí gì về sức mạnh của Imu và năng lực của hắn cả. À đâu, biết ngay từ khi câu chuyện của Sabo được kể lại cho Dragon rồi. Và chắc chắn là với những gì mà chúng ta được thấy ở thánh địa lúc đó thì Imu rõ ràng là kẻ nắm giữ trong tay một năng lực trái ác quỷ nào đó. Và tất nhiên đây không phải là một trái ác quỷ thông thường mà là một trái Zoan thần thoại. Rõ ràng là như vậy, vì những bộ mặt tối cao của chính quyền đều nắm giữ cho mình những sức mạnh tối cao đến mức không thể cần đo đồng đếm được. Nếu cảm thấy không đúng thì bạn cứ để ý lại là sẽ thấy từ chức đô đốc lên thì ông nào cũng xài trái ác quỷ, đều thuộc hàng xịn sò hết. Nếu không phải là Paramecia có khả năng khiến cho thế giới diệt vong như Fujitora thì cũng là Lugia với đủ mọi loại nguyên tố, thậm chí là ngay cả cựu đô đốc thủy sư lúc trước cũng có vinh dự được sở hữu sức mạnh của Phật Vàng. Vì không có lý nào mà các ngũ lão tinh hay Imusama, người có quyền lực cao nhất thế giới, lại sở hữu cho mình một trái quỷ tào lao tầm thường như trái Kilo hay trái bom được. Và bên cạnh đó, sức mạnh của Imu cũng được dự đoán là sẽ là thứ ngán đường Luffy trong tương lai, vì hắn là kẻ cuối cùng mà cậu phải đối mặt. Thế nên, nếu như sức mạnh mà tên giấu mặt này đang sở hữu lại không thể nào chặn đứng được Luffy đi ca, thì làm sao mà hắn có thể cai trị thế giới nữa đây? Nên mặc dù chúng ta chưa thực sự biết được sức mạnh của Imu là con gì, loài gì hay là vị thần nào, nhưng chắc chắn là theo những gì mà chúng ta đã biết về hắn, thì sức mạnh này không phải là một thứ tầm thường tí nào đâu đúng không? Trái Phật Vàng. Tất nhiên cũng giống như hầu hết mọi người đã nghĩ khi nhìn thấy tiêu đề của video này, làm sao mà lại không có sự xuất hiện của trái Phật Vàng Sengoku trong danh sách này đúng không? Bởi lẽ với sức mạnh đỉnh cao từ trái Zoan thần thoại thì chỉ cần một chưởng thôi là đủ để Sengoku có thể dẹp loạn đám hải tặc phiền phức đang ở Marineford rồi. Mặc dù là trong suốt trận chiến tại tổng bộ, Sengoku thể hiện rất ít sức mạnh của mình, hầu như ông chỉ đứng yên một chỗ để điều khiển toàn quân, chỉ khi nào cảm thấy mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát thì mới biến hình và nhảy vào trận chiến mà thôi. Chính vì thế nên chúng ta thường không thấy nhiều phân cảnh Phật Vàng xuất hiện trong One Piece là vì như vậy. Quay trở lại với trái Phật Vàng trong One Piece thì đúng thật là nó có thời lượng xuất hiện cực kỳ thấp, nhưng sức mạnh và sự ấn tượng của nó đem lại là cực kỳ lớn, nên mình nghĩ đây đích thị là thứ sức mạnh có thể khiến cho thần Nika phải nghiêm túc mà chiến đấu khi vị Phật Vàng này thức tỉnh đấy. Trái Uo. Khoan đã, trái Uo là sức mạnh đã bị Luffy đấm cho rớt xuống lòng dung nham rồi bỏ mạng tại đó. Thì làm thế nào mà trái Uo khi thức tỉnh lại có thể đối đầu được với Nika đúng không? Thực tình mà nói thì điều đó là hoàn toàn có thể. Vả lại thì mình chỉ nói là trái Uo khi thức tỉnh có thể đối đầu được với trái Nika, chứ có phải là đánh bại được Nika đâu. Vì còn rất nhiều yếu tố khác liên quan đến con người và môi trường xung quanh, nên là chúng ta không thể nhận xét như vậy được. Và bên cạnh đó, trái Uo cũng hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi năng lực tự do của Nika, như những gì chúng ta đã thấy trong truyện. Nhưng... cái dừng này khá là quan trọng. Đó chính là việc, mặc dù Kaido có vẻ như đã thua trước Luffy, nhưng trong đòn tấn công cuối cùng của họ, Kaido đã sử dụng hơi thở của rồng, thức thứ 9, hỏa long hộ thể, tự bao bọc cơ thể trong hơi thở bằng lửa của mình và biến thành một chú rồng khổng lồ lao thẳng tới Luffy. Và chúng ta có thể thấy, Luffy cũng bị ảnh hưởng bởi sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa đó. Mặc dù mình luôn thắc mắc rằng, không biết vì sao mà Kaido phải đợi tới cuối mới chơi chiêu đó, nhưng nó đã ảnh hưởng đến Luffy và khiến cho cậu như cháy da cháy thịt khi đứng gần, chứ đừng nói tới chuyện tiếp xúc trực tiếp. Và đặc biệt là chúng ta không biết rằng liệu Kaido đã thức tỉnh được sức mạnh của trái Uo hay chưa. Nhưng dù gì thì với thứ mà hắn đã thể hiện tại Onigashima thì có thể thấy rằng trái Uo hoàn toàn có thể đối đầu được với trái Nika đấy nhỉ. Trái Magu. Có lẽ vào thời điểm hiện tại, có nhiều quan niệm khá là thú vị về việc trái Nika của Luffy bây giờ có cửa ăn lại sức mạnh đến từ trái Magu của Sakayuki hay là không. Và tất nhiên dù câu trả lời có ra sao thì cũng đều sẽ bị ném đá rất dữ dội. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào tình trạng hiện tại là ta có thể dễ dàng đoán ra được rằng
trái Magu vẫn là một thứ gì đó có thể đe dọa đến Nika khi họ đối đầu với nhau, vì đâu phải tự nhiên mà người ta gọi trái Magu là trái ác quỷ có sức mạnh công kích mạnh nhất thế giới. Và nếu các bạn đã quên thì trước đây khi đánh với Kaido, Luffy dù đã bọc Haki các kiểu nhưng cậu vẫn bị giáp lửa của hắn thiêu đốt và khiến cơ thể nóng bừng lên, mà đó chỉ mới là lửa từ Kaido thở ra thôi đã khiến Luffy bị ảnh hưởng rồi, nói gì tới việc đây là dung nham, chỉ cần đứng gần thôi là cháy thành than ngay và luôn. Cơ mà đó là khi Sakayuki còn chưa thức tỉnh được trái Magu nữa kìa. Mặc dù nói như vậy, nhưng mình không có ý định rằng trái Magu mạnh hơn trái Nika, mà chỉ nói rằng trong sức mạnh của trái Magu thì trái Nika có lẽ là phải gặp khó khăn trong việc đối đầu với nó. Và bên cạnh đó, nếu như sức mạnh Logia này được thức tỉnh thì chắc chắn là sẽ còn nhiều thứ thú vị hơn để nói đến đấy nhỉ. Trái đồ cư có lẽ đã quá lâu rồi từ khi chúng ta được biết về sức mạnh của trái đồ cư, hoặc ít nhất là Luffy, vì cậu là người đã có được vinh dự no hành từ Megalen hồi mới vào ngục Impel Down tới mức mà cơ thể gần như đã kiệt quệ và chỉ còn cách đối mặt với cái chết đang chờ chực cậu. Tuy nhiên, đó chỉ là những gì mà Magellan đã nghĩ sau khi ra tay với Luffy trong ngục Impel Down, mà thành thực thì Magellan nghĩ vậy cũng đâu có gì sai, vì chính ông là người đã không ngờ rằng Luffy có quý nhân ở tầng 5.5 phù hộ, chứ không thì cậu đã thực sự bỏ mạng tại Impel Down rồi. Và bên cạnh đó, sức mạnh của trái đồ cư là không thể tưởng tượng được, thậm chí là đến năng lực của trái Yami mà Râu Đen luôn tự hào rằng là trái ác quỷ của trái ác quỷ, thứ có thể vô hiệu hóa và hấp thụ bất kỳ thứ sức mạnh ác quỷ nào, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Magellan, là đủ hiểu sức mạnh của trái đồ cừ bá đạo như thế nào rồi. Cơ mà nghĩ lại cũng đúng, nếu như lửa từ trái Uo và dung nham của trái Magu có thể ảnh hưởng được Nika khi Luffy chạm vào người họ, thì với loại độc dược cực độc chết người của Magellan thì chỉ cần chạm tay nhẹ một phát là độc sẽ lan tỏa khắp cơ thể rồi lăn đùng ra chết. Nên nếu như một ngày nào đó phải đối đầu với Nika, Magellan chỉ cần bao phủ cơ thể của ông trong một loại siêu độc dược đã được thức tỉnh cấp tối đa, chạm tay vào là tàn đời, thì có là Nika đối đầu cũng khó sống đấy đúng không? Trái Barry. Thực sự mà nói thì chúng ta có lẽ đánh giá hơi thấp sức mạnh của trái Barry, bởi lẽ năng lực của nó khá là đơn giản và không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, việc có thể đối đầu với trái Nika hay không là một chuyện khác, và nó phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực tự do của trái Nika. Bởi lẽ đúng là Nika có khả năng chiến đấu tự do tùy theo trí tưởng tượng của người sử dụng, nhưng chúng ta đều không biết rằng giới hạn của nó nằm ở chỗ nào cả. Trong trận chiến với Kaido, chúng ta có thể thấy rằng Nika có thể tác động lên môi trường xung quanh, vật thể xung quanh, cơ thể sống và thậm chí là cả nguyên tố như sấm sét. Tuy nhiên, cái mà mình thắc mắc ở đây đó chính là không biết năng lực tự do này có thể tác động được lên năng lực của trái ác quỷ khác hay là không. Nếu có thì nó thật là bá đạo, vì Luffy thoải mái tác động tự do lên năng lực trái ác quỷ của người khác. Về phần nào đó thì nó tương tự như trái Yami của Râu Đen. Tuy nhiên, nếu như không thể làm được thì sức mạnh của trái Barry rào chắn thực sự là một năng lực thích hợp để có thể đem ra đối đầu với Luffy đấy đúng không? Vì năng lực đơn giản này lại hiệu quả theo cách riêng của nó. Chỉ cần kết ấn là không có bất cứ thứ gì có thể đi qua được rào chắn được dựng lên từ trái Barry, và Nika có thể làm đủ mọi cách để có thể gỡ bỏ được lớp rào chắn từ trái Barry, thì chắc là sẽ cần phải đợi cho tới khi người dùng trái Barry đuối sức mà bỏ rào dựng lên thôi. Cơ mà như mình đã nói, nếu như năng lực của Nika có thể tác động tự do lên năng lực trái quỷ của kẻ khác thì nó lại là một câu chuyện khác đấy nhỉ. Trái Gura. Mặc dù chưa tới thời điểm thích hợp, thế nhưng chỉ cần vài chấp chuyện nữa thôi thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ được nhìn thấy năng lực có thể hủy diệt thế giới mạnh nhất hệ Paramecia này có một trận solo cực căng với sức mạnh của Nika đến từ Luffy đấy đúng không? Vì kiểu gì sau này Luffy và Râu Đen lại chẳng phải đối đầu với nhau, chúng ta sẽ được xem thử liệu ai sẽ là kẻ chiến thắng, sự tự do đến lố bịch của Luffy hay trái chấn động để giúp Râu Trắng có được danh hiệu người đàn ông mạnh nhất thế giới. Cơ mà dù trận chiến này chưa bắt đầu, nhưng mình có thể thấy trước được rằng năng lực này sẽ hoàn toàn vô hại với Nika, vì cơ thể Nika là cao su, thế nên việc chấn động có vẻ như không có tác dụng mấy đối với những thứ dẻo dai như Nika, và vì thế nên sẽ không thể nói trước được điều gì khi cơ thể cao su của Nika hoàn toàn là thứ có thể khắc chế được sự chấn động của trái Gura tạo ra. Thế cơ mà cả trận bị chấn động đứng yên một chỗ, cho kẻ khác tới đánh mình thì chắc là cũng không ai muốn đâu nhỉ. Mà quan trọng hơn là chúng ta còn chưa biết sức mạnh Gura khi thức tỉnh nó sẽ như thế nào nữa đấy. Trái Suzy. Có thể bay, có thể đứng được mà không bị rớt ra ngoài vũ trụ. Tất cả những thứ đó đều nhờ vào năng lực
Hay nói cách khác thì trọng lực là thứ cực kỳ quan trọng giúp bạn có thể sống được trên trái đất. Vì thế cho nên, mặc dù Nika là thần, nhưng có lẽ là người ăn nó cũng chỉ là một con người bình thường bị định luật vật lý tác động lên cơ thể. Vậy nên, nếu chỉ cần sử dụng năng lực này ép Nika xuống đất cho ông thần này khỏi chạy đi đâu được là nhiệm vụ coi như hoàn tất luôn rồi còn gì. Tuy nhiên như mình đã nói lúc nãy, thì nếu như năng lực tự do của Nika có thể tác động lên những thứ vô hình như định luật vật lý hay trọng lực luôn thì đúng là bó tay rồi nhỉ. Cơ mà nếu như trái Juicy khi thức tỉnh có thể chuyển trọng lực vào người của Nika thì chúng ta sẽ được xem lại chiêu địa bọc thiên tinh phiên bản One Piece rồi đây. Trái Nikyu, còn gì phải nói nữa, khi sức mạnh Nikyu thực sự là một sức mạnh cực kỳ phù hợp để chống chọi với Nika, khi mà chỉ cần với năng lực cơ bản của nó cũng đủ để khiến cho Nika phải gặp khó khăn rất nhiều trong việc đối đầu với nó rồi. Vì cơ bản thì có trái Nikyu trong tay, Kuma hoàn toàn chẳng cần phải làm gì khác ngoài việc chạm nhẹ Nika một phát, để nó muốn bay đến đâu thì bay đúng không? Theo như những gì mà chúng ta thấy được, từ khi Kuma gửi băng mũ rơm đi khắp nơi, thì có lẽ trái Nikyu hoàn toàn có thể chỉ định được nơi mà nó sẽ gửi mục tiêu đó. Và vì thế nên đối đầu với Nika, chỉ cần nhắm đại một hòn đảo xa xôi, rồi tiễn Nika đi bằng một cái chạm nhẹ, thì dù có là Nika đi chăng nữa, cũng sẽ khó lòng mà sống được đấy đúng không? Cứ tới gần là bị đánh văng xa cả nửa vòng trái đất, thì có kiên cường cỡ nào cũng sẽ bỏ cuộc thôi. Cơ mà đó chỉ là một chiều cơ bản của trái Nikyu thôi, chứ chúng ta còn chưa biết khi thức tỉnh thì nó sẽ ra sao luôn đấy nhé. Trái Yami, và cuối cùng không thể nào không có mặt trong một video nói về việc đối đầu với một trái quỷ khác. Trái Yami đích thị là lựa chọn hàng đầu mà mình sẽ sử dụng để đánh bại trái Nika, bởi lẽ điều đơn giản nhất là nó có thể vô hiệu hóa và hấp thụ năng lực của kẻ khác. Và vì thế nên, râu đen hoàn toàn có thể hấp thụ được năng lực Nika và đưa nó ra khỏi cơ thể của Luffy chỉ bằng cách chạm vào người của cậu như hắn đã làm với Boa Hancock hay Ace lúc trước vậy. Kể cả Luffy ở Impel Down cũng nhận ra được sự bất thường này đến từ năng lực của râu đen, nên chắc chắn đây chính là thứ năng lực phù hợp nhất để sử dụng đối đầu với Nika rồi chứ còn gì nữa đúng không?